Cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trần Phước Sơn chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Năm qua cả nước đã xảy ra 18 trên 22 loại hình thiên tai, trong đó có 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, 326 trận dông lốc mưa lớn, 170 trận lũ lũ quét sạt lở đất, 139 trận động đất và hơn 400 điểm sạt lở nguy hiểm so với năm 2020 thì thiên tai tuy không khốc liệt dị thường bằng nhưng vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Cùng với đó ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19 cũng gây nhiều khó khăn trong việc triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các ban chỉ đạo, bộ ngành trung ương và đặc biệt là sự chủ động của các địa phương và cộng đồng nên thiệt hại do thiên tai năm 2021 giảm đi rất nhiều so với các năm trước. Cụ thể, tổng thiệt hại về người là 108, giảm 70%. Thiệt hại về kinh tế khoảng 5.200 tỷ đồng, giảm 87% so với năm 2020. So với các địa phương khác ở khu vực miền Trung, ảnh hưởng từ thiên tai bão lũ tại Đà Nẵng không quá nghiêm trọng. Dù vậy, thì ngay từ đầu năm, thành phố đã chủ động triển khai chặt chẽ công tác ứng phó phòng chống thiên tai, nhất là tại các khu vực trọng yếu, xây dựng kịch bản ứng phó theo từng cấp độ, công tác khắc phục hậu quả được quan tâm, chú trọng bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế, đặc biệt nguồn lực cho công tác phòng chống thiên tai mới chỉ đáp ứng khoảng 20 đến 30% nhu cầu thực tế của các địa phương. Đây cũng là một trong những nội dung được tập trung thảo luận tại hội nghị